Ở đây có ai không ạ? Có ai giàu có gì cho em mượn 2-3 triệu đúng không ạ? Trời ơi, coi kìa. Minh. Ủa? Nay đi làm sớm quá vậy? Ủa trời ơi, em cho bộ em không thấy chị luôn á, mà sao chị kêu em chi vậy? Tôi đứng thử thử đây tôi làm mà không thấy. Em thấy á, mà em cho bộ vậy á. Nay làm gì vui vậy? Em gì vô giỡn hết, kêu ai mượn tiền vậy? Ủa chị, cái câu thoại đó mà vui đó hả chị? Cái câu thoại nó não nề, cái câu thoại nó tràn đầy cảm xúc như vậy mà chị nghĩ sao mà vui vậy chị? Thì em vô em hỏi có ai đây không cho em mượn tiền thì chị nghĩ em vui, em giỡn. Không có, em không có giỡn. Ủa chứ mượn tiền thiệt hả? Em giỡn hoài mên. Khoan nha. Gì vậy? Chị Tám. Gì vậy? Ngày hôm nay lên chức hàng sao mà móng xanh móng đỏ đồ ghê vậy bay. Trời ơi sắm tuồng. Bữa nay đi mận xong mai về quê đám cưới. Vậy hả? Cô Ru về quê vậy là nổi lắm nghe. Quá trời có tuổi mà sơn cái bàn tay hú hồn không? Mà đẹp không? Đẹp dễ thương. Ừ. Để trẻ trung vậy chứ. Đúng. Gì vậy? Tự nói chuyện vui mà tự bị cục ngang tâm lý nói chuyện không nổi luôn á trời. Sao bây giờ có chuyện gì buồn kể chị Tám nghe đi. Nhưng mà chị hứa không được nói cho ai biết nha. Rõ giờ có nhiều chuyện đâu. Trời ơi, Tám là trùm nhiều chuyện đó. Em kể mới có một lầu mà 10 lầu sau là 5 phút sau là biết hết rồi đó. Bà lao tới đâu là bà nói tới đó à. Thôi tôi hứa. Rồi, sao chuyện gì? Thì trời thiếu tiền. Thì kẹt lắm luôn á. Nhưng mà bây giờ cái vụ kẹt cái nhắn tin riêng được không? Bây giờ cho tiền cho em mượn mấy chục triệu đi. 20 triệu. Cái gì? Cho em mượn. Trời ơi, sáng sớm mày nóng đầu hả Minh? Mày nghĩ sao mà 20 triệu ở đâu ra mà chị cho mượn? Chị dối cha. Em nghỉ chơi với chị luôn. Gì vậy? Ngày xưa chị mở miệng đó, trời ơi, công ty này có em với chị chơi thân với nhau. Em mà kẹt cái gì thì em nói chị một tiếng. 20 triệu đó chị nhầm nhò gì? Chị nói như vậy á. Không có, cái câu đầu chị có nói nhưng mà cái câu sau chị không có nói à. Chị nói bất cứ lúc nào á, kẹt cứ nói với chị. Một vài trăm ngàn là chị cho mượn liền. Ở đâu ra chị đi làm lao công mà có 20 triệu cho em mượn Minh? Nhiều, chị cho em mượn nhiều. Cái vài trăm thì chị có. Dạ vài trăm em cũng có chị, bây giờ trong túi em còn 160 nè. Chứ em nghĩ sao vậy em á? Trời ơi, thanh niên trai tráng đi làm lương cả chục triệu, mấy chục triệu một tháng mà em chưa có vợ có con, chưa có nuôi gia đình. Chị đi làm lao công có mấy triệu bạc hà mà còn xách nách mang hai đứa con nữa, nghĩ sao mà... Chị trá hình. Trá hình gì trời? Công ty này ai cũng đồn chị trá hình hết. Gì nha. Nữa? Chị mới đẻ là chị ngậm thìa vàng mà chị làm cái này chị yêu nghề thôi. Yêu nghề thôi. Trời ơi. Ai cũng đồn chị đang chơi chứng khoán. Bữa nghe điện thoại em nghe rõ ràng, em đứng ngoài kia em nói chị nghe gì chứng khoán. Trời ơi. Em nghe rõ ràng. Minh ơi, chị lại em. Chị đi làm là chị ăn một ngày có một cái trứng chứ uống nước khoáng của công ty không, làm gì có chứng khoán. Ủa là bữa mà nói chuyện điện thoại với ai vậy? Tôi nói chuyện với con tôi, nó hỏi là bữa nay mẹ đi làm có đem đồ ăn theo không? Là nói mẹ, là chứng khoán là vậy đó hả? Dạ là chứng khoán đó. Trời ơi, ai xạo nha, bà xạo nha. Bà làm bên bất động sản đó bà ơi. Cái nghe gì động sản, bất sản vậy đó. Dạ, mượn 20 triệu ơi. Tôi kể cho con tôi nghe. Tôi đi làm, tôi đi mần, tôi chạy xe cà rịch cà tàng. Rồi tôi đụng người ta, tôi té, tôi bất động, rồi tôi sản luôn. Ủa vậy hả? Sao hoàn cảnh chị éo le vậy chị? Trời ơi, đụng mà nhỏ nó bắt đền mấy triệu bạc, tôi có tiền đâu, tôi đền tôi sản luôn đó. Ủa là sản bữa đó đó hả? Ừ, nè. Tôi kể cho con tôi nghe chứ bất động ở đâu mà động sản ở đâu mà buôn bán bất động sản ở đâu ra vậy? Thôi vậy. Anh đây là đúng gì tôi nói nghe. Thôi qua đây đi mệt lắm. Nè. Nỗi khổ riêng. Cờ bạc phải không? Cái gì? Cờ bạc rượu chè gì không? Không có nha, em không biết đếm nút luôn á, hỏi đâu mà cờ bạc thiệt sự luôn á. Hay là số đề số đồ? Số đề cũng có, em ghét con số nó không chơi số đề. Chứ em mận gì mà em mắc nợ, em nói chị Tám nghe coi. Là liên quan gia đình em. Gia đình em sao? Em đâu có mà vợ con gì đâu mà. Thì ở đây là một tháng là 20, em làm tháng 20 triệu hay mấy triệu. Nhưng mà nhà em ba mẹ đang xây ở dưới á. Xong rồi tháng này em cũng lấy hết cái tiền lương của mình em gửi cho ba mẹ của em. Xong rồi cái tiền chi tiêu cá nhân hàng ngày thì em lại thiếu. Xong rồi em mượn bạn bè ở chung phòng trọ nè, rồi mượn bạn bè ở công ty nè. Rồi bây giờ tới tháng tụi nó đòi mà em không có tiền trả. Nhưng mà em cũng phải tính toán trong cái chi tiêu em cho nó hợp lý chứ. Thì cái phần nào em gửi về quê em gửi, rồi cái phần nào em xài cá nhân của em thì em xài đủ rồi thôi, sao em mượn chi nữa? Em là em xài cá nhân rất là ít, chị hiểu không? Nhưng mà nó quan trọng là cái tiệc tùng tình nghĩa đó, ngày nào bạn bè cũng rủ đi chơi chỗ này chơi chỗ kia. Chị cứ nghĩ đi, bây giờ bạn bè chung phòng mà ở chung với nhau mà rủ đi ăn
Không lẽ bây giờ sao đây, đi không lẽ đi mình, rủ đi ăn này đi chung luôn. Còn anh em công ty rủ em phải đi chung luôn để hỗ trợ công việc với nhau. Trời bây giờ ơi, từ chối thì kỳ. Sao em sĩ diện quá à. Hoàn cảnh mỗi người mỗi khác nhau thì mình chi tiêu cho đúng cái phù hợp với cái hoàn cảnh của mình. Bây giờ em không có tiền thì em nói với đồng nghiệp là tháng này tôi hết tiền rồi, tôi phụ ba mẹ tôi, chứ hỡi đâu mà đi mượn nợ mà để mà đi ăn uống tụ tập với bạn bè trời. Nhưng mà em ngại lắm, em sợ bạn bè nói em không hòa đồng rồi không ai chơi với em. Mày khùng quá à Minh ơi. Bây giờ vậy nè, chị nói thiệt, mấy đứa trong phòng của em á, mấy đứa làm trong công ty này, đứa nào đứa nấy đều dễ thương hết. Chị Mận ở đây mười mấy năm tính hết đứa nào sao chị biết. Nhưng mà tụi nó đó là gia đình khá giả không hà. Đi làm chẳng qua là nó muốn đi làm cho nó vui với là nó yêu nghề thôi. Còn mình là khác, mình nuôi cha nuôi mẹ, làm sao mà mình đua đòi mình đi ăn uống, mình đi tụ tập giống như tụi nó được. Mình chia sẻ tụi nó đi thì tụi nó hiểu. Ôi tụi đàn ông chia sẻ từ cái tình gì, đang chị đặt tình huống em là phụ nữ đó. Phụ nữ ta còn chia sẻ, còn đàn ông thì làm sao mà chia sẻ được. Rồi ok, bây giờ em không nói được, để đó chị Tám nói giùm cho. Tám ơi, Tám đừng có nói cái miệng của Tám. Tám làm vậy là giúp đỡ em đó. Thôi Tám đừng có. Ủa chị Tám. Trời ơi. Thôi đừng quở nữa, thằng kia nó quở rồi. Nói chuyện vui vẻ. Đây để chị kể cho nghe. Chuyện hai hả? Trời ơi, đất ơi. Kể thử, nghe cười tắm. Thằng Minh nó đang mắc nợ đó. Em nói là sao chứ anh thấy chị Tám không có duyên luôn em. Không có một cái duyên nào hết. Trời đất ơi, thôi kể thiệt cho người ta nghe đi, rồi còn ở đó mà kể thiệt cái gì, chị im đi. Chị làm đi. Ủa hai người đang diễn nhau hả? Nó đang diễn tiểu phẩm, chị đi làm đi. Chuyện của em. Thôi kể em. Vẫn chưa vui nha. Không, cái khúc này là vui, anh nghĩ là vui đó, về chèn tiếng cười vô là vui. À không, về tính ra em cũng dễ cười đó chứ. À quên nữa, chiều nay tan ca rồi, anh em trong phòng chuẩn bị đi ăn nha. Anh mới kiếm được một quán sushi, bán rẻ mà ngon lắm. Ha? Chiều nay. Chiều nay. Chị... đi luôn. Đi cho vui đúng không? Không. Trời đất ơi, còn đi luôn nữa hả? Ủa chị Tám vẫn còn diễn hả? Diễn cái gì mà diễn, nói thiệt đó. Thằng Minh bây giờ á là nó đổ nợ rồi. Được rồi, trời ơi chị để ơi. Để tôi nói cho mà chị nghe. Chị em khó khăn được rồi, chị nói em đổ nợ nó chị. Nó khó khăn lắm là tại vì sao? Tại tụi em cứ rủ nó đi ăn đi uống đi chơi hoài đó. Rồi nó không có tiền, tại vì tiền của nó bao nhiêu nó gửi về quê cho ba mẹ nó hết rồi. Mà nó sĩ diện nó không dám nói với tụi em. Rồi bây giờ nó định đi mượn nợ để mà nó đi ăn chơi với tụi em đó. What? Có thiệt không Minh? Rồi còn sĩ diện cái gì nữa, nói đi. Ủa sao anh không trả lời có thiệt không? Đó, thấy không? Trời đất ơi, Minh em làm gì kỳ cục vậy? Em mượn nợ chị Tám. Em nghĩ sao mượn nợ chị Tám được? Chị Tám làm là công lương của ba cọc ba đồng sao em mượn? Mà anh trách là trách em á, ủa sao em kỳ vậy? Cái chuyện mà thí dụ như trong phòng của mình, anh mời đi ăn, có chuyện là anh em vui vẻ, ai đi không đi thôi. Thì đó. Anh đâu có trách. Mà em sợ anh buồn, muốn anh không chơi với em. Trời đất ơi, em làm gì anh mới buồn, anh mới không chơi với em đó. Như là anh sếp em trên sếp cái gì em, cái nhất cái hai anh đã từng nói những người trong phòng là phải chi ta xài chi tiêu nó hợp lý nha, đừng có phung phí, với lại mình ăn uống phải đúng cái khả năng của mình, em hiểu không? Em không có tiền em đi ăn vừa gây nợ rồi sao? Chứ anh cứ rủ hoài thì anh rủ, anh tưởng em thích thì anh rủ, còn em không đi thôi. Với lại em không trách anh được, em không trách anh được, tại vì cách em sống, em vô công ty em làm giống như là anh tưởng là em giàu có nhiều tiền lắm đó, nên anh mới rủ em đi chứ đâu có ngờ em phải đi mượn nợ như vậy. Mai mốt được vậy nữa nghe chưa? Dạ. Vậy mai mốt mà đi rủ em đi, em không đi anh không có giận em không nha. Không có giận. Còn nếu như mà đi á, tùy khả năng của mình có nhiêu đưa ra nhiêu. Dạ. Chứ không có cần mà phải làm cả nể anh rồi bắt đầu đưa rồi. Ngoài số tiền khả năng của mình, em hiểu không? Vậy mốt em không có tiền, anh bao em nha. Bao em nha. Thì một hai lần thôi, đừng nhiều quá. Nè, không cười được nữa. Bây giờ là nợ nhiêu rồi? Dạ 50 triệu rồi. Cái gì? Trời ơi. Không có 5 triệu thôi, 5 triệu tiền ăn uống. Tháng này anh rủ em đi chơi á. Thôi được rồi, chút xíu nữa là chị cho mượn. Thiệt á hả chị? Em lấy tiền được luôn hả? Người ta khổ lắm em. Lao công. Thân tình mà. Không, có thân tình người ta lao công, người ta lao dọn. Người ta một tháng không bao nhiêu tiền hết. Một tháng chị nói thiệt đi, chị bao nhiêu tiền? Trời, có 7 triệu bạc hả? 7 triệu mà em nghĩ đi, em mượn 5 triệu. Còn 2 triệu, hai đứa con ở nhà sao? Thôi kệ đi, chị có tích góp sao mà kệ được chị, phải nói chứ. Chứ bây giờ ngoài chị ra em biết mượn ai bây em giờ? Phải kiếm những người giàu có trong công ty. Chẳng hạn như là những người cấp lớn em. Người ta có tiền, có của, người ta có thể cho em mượn. Nhưng mà nãy giờ em tìm đỏ mắt, không có ai mà có thể mà giúp em được hết. Tại sao gần em không nhìn? Em liếc tay phải chi, em nhìn trực diện anh nè. Anh nè. Wow, thì mắt em sáng ngời luôn á, thiệt luôn á anh. Anh nói thiệt, 5-3 triệu đối với anh là số nhỏ mà. Sao bây giờ em mở lời giúp em không? Mở lời hỏi cái đi, để anh trả lời. Anh, cho em mượn 5 triệu nha. Không em ơi.
Gì hả? Thật ai? Anh cho mượn. Mà không nhưng từ chối đúng không? Không từ chối. Dạ. Nhưng mà lương tháng là phải trả anh từ từ nghe chưa? Dạ em biết. Với lại bỏ, nghe. Bỏ cái tính cãi này. Dạ. Anh em có đủ rủ, nhưng nếu như khả năng mình không cho phép thì mình không đi. Quan trọng là từ nay về sau đó, chi tiêu phải biết tiết kiệm. Dạ em biết rồi. Vậy em cảm ơn anh Tâm, lại cảm ơn chị Tám rất là nhiều luôn. Nhờ anh chị cho em một bài học và em ngộ vấn đề. Kể từ nay á, em sẽ đi chơi này cũng như làm việc gì trong khả năng kinh tế của mình cho phép thôi. Không phải sĩ diện hả mà lúc nào cũng đi mà trong túi thì không có tiền. Cảm ơn anh chị rất là nhiều đã cho em một bài học đắt giá ngày hôm nay. Vậy anh cho chiều nay em khách bữa nha, khi nào có tiền á. Không, chiều nay em vẫn đi ăn sushi với anh. Không, tại vì chiều nay em cứ gửi tiền cho nhà rồi. Không sao, cứ đi đi. Anh bao. Thiệt hả anh? Ờ. Cảm ơn anh. Ờ. Cho chị đi với nha. Trời ơi, thêm nữa. Không sao, đi luôn, đi luôn. Tôi bao hết. Yeah. Dạ cũng không có lâu đâu ạ. Đúng rồi, mình làm việc ở cái môi trường này phải vui vẻ nè. Thấy mặt là thấy hơi rồi nha. Dạ em vui lắm. Vui hơi lớn hả?